Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tuần 23, toàn khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong với chẩn đoán tay chân miệng độ 4. Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng tăng cao, nhiều trường hợp bệnh diễn biến nặng gây áp lực lên nền hệ thống y tế. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó, giảm thiểu tối đa các ca chuyển nặng. Từ cuối tuần qua, khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã phải tăng cường thêm 2 giải phòng để đáp ứng cho việc tiếp nhận điều trị bệnh nhi tay chân miệng. Hiện đơn vị đang điều trị cho 50 bé với hơn 20% trong số đó có biến chứng thần kinh chuyển nặng. So với tuần trước, số lượng bệnh tay chân miệng tại đây đã tăng gấp rưỡi và chưa có dấu hiệu giảm, buộc bệnh viện phải triển khai nhiều kế hoạch để việc thu dung điều trị được diễn ra tốt nhất. Mình triển khai những cái dãy phòng tiếp theo để huy động hết số giường bệnh trong khoa, và nếu như mà tình hình bệnh gia tăng hơn nữa thì sẽ bổ sung thêm nhân lực cũng như là có những cái kịch bản ứng phó phù hợp của bên khu vực hồi sức nhiễm nếu số ca bệnh nặng gia tăng. Hiện tại thì thuốc được dự trù tại bệnh viện vẫn đảm bảo được cho công tác điều trị cho các bé, kể cả các bé bệnh nặng và các phương tiện cũng vậy. Tuy nhiên là nếu như số bệnh gia tăng và có thể là bùng phát như đợt dịch 2011 thì mình sẽ phải tận dụng thêm các nguồn thuốc từ các nguồn cung cấp khác. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, số ca tay chân miệng hiện đang điều trị tại đây chưa tới 20 ca. Tuy nhiên, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối trong việc tiếp nhận điều trị các bệnh truyền nhiễm ở khu vực phía Nam, thì trong trường hợp mà số ca tay chân miệng tăng nhanh ở 3 tiêu chí là số ca nhập viện mới mỗi ngày, số ca đang điều trị nội trú và số ca nặng, thì bệnh viện này cũng được Sở Y tế thành phố chỉ định sẽ tham gia vào công tác thu dung điều trị cho các bệnh nhi bên cạnh 3 bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố. Và trước khi đến thời điểm đó thì thời gian qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố cũng đã triển khai nhiều kế hoạch trong công tác là hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới cũng như là chuẩn bị về nguồn lực ở mọi mặt. Ngay từ đầu năm, bệnh viện cũng đã thành lập cái tổ chuyên gia tay chân miệng và bệnh viện hỗ trợ cho bệnh viện tuyến dưới. Công tác hỗ trợ có thể bao gồm tập huấn từ xa, mình hội chẩn từ xa và có thể cử chuyên gia xuống cơ sở tùy vào cái tình hình cụ thể. Bệnh viện cũng đã xây dựng cái kế hoạch thu dung điều trị cho tất cả các bệnh dịch bệnh nguy hiểm, ví dụ như tay chân miệng hay là sốt xuất huyết. Thì dự kiến mà số lượng bệnh nhân tay chân miệng mà bệnh viện có thể thu dung tối đa có thể lên đến 150 đến 200 bệnh nhân. Về vấn đề thuốc men thì cơ bản thì bệnh viện vẫn còn một cơ số thuốc nhất định phục vụ cho những cái bệnh nhân nặng. Đến nay thì những cái công tác mà phòng chống dịch tay chân miệng ở trong trường học và trong các nhóm trẻ thì cũng được duy trì và cũng đảm bảo những yêu cầu. Những cái việc cần phải thiết để trung tâm sẽ tiếp tục làm đó là vẫn là giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên toàn thành phố, lưu ý những cái điểm trọng điểm để mà tập trung những cái nguồn lực phòng chống dịch và đặc biệt đó là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên 3 kịch bản ứng phó với các trường hợp bệnh tay chân miệng nặng từ độ 2A trở lên. Tùy vào tình hình cụ thể, các bệnh viện được chỉ định sẽ có phương án về tổng số giường điều trị phù hợp.